Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu đầm cho bé. Ở phần chân váy mình có làm họa tiết sò thẳng hàng với nhau. Tay áo mình cũng móc một hàng sò xung quanh viền tay áo. Mặt trước có trang trí một hoa hồng cuộn. Ở phần thắt eo mình có làm một sợi dây luồn vào để điều chỉnh cho vừa phần thân của bé. Phía sau cổ áo thì mình có gắn hai hạt nút để cài điều chỉnh vừa với phần cổ của bé. Đây, mẫu áo đầm như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0 mm. Hoặc là không có mẫu kim này, các bạn có thể sử dụng các loại kim mà có cái đầu móc to hơn gấp đôi sợi len như thế này. Kéo cắt len. Và hai hạt nút dùng để cài lại phần cổ áo. Bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để móc phần thân trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài 58 mũi móc. 1 2 3 4 5 6. Khi đường một dây móc xích dài 58 mũi móc, tiếp tục lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Sau đó móc vào chân móc thứ 58 một mũi kép đơn. Chân thứ 57 cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình thêm bốn chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. như vậy là ta được bảy mũi kép đơn liên tiếp với nhau nè tiếp tục chân móc thứ tám các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc khi được hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc tiếp tục lên một mũi móc xích chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này hai như vậy là mình vừa tạo ra được một cụm chân móc nè Tiếp tục chân thứ nhất từ cụm này móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai từ cụm này móc một mũi kép đơn. Đây, thì góc vuông của mình nó được hình thành như thế này. 10 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tính luôn cả hai chân móc này ta được 12 mũi nha. Các bạn móc cho mình 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào mỗi chân móc. 6 7 8 9 10 11 Và 12 Ta được 12 mũi kép đơn vào mỗi chân móc liên tiếp với nhau. Tiếp tục chân móc thứ 13 sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này. 1 2 Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục chân móc thứ 14 móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. 1 2 Như vậy là ta đã được thêm một góc vuông tương tự như góc vuông mà ta vừa móc. Thì từ góc vuông này các bạn tiếp tục móc cho mình 12 chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, tương tự như phần thân bên này nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta được 12 mũi kép đơn liên tiếp. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Và 12 Ta được 12 mũi kép đơn liên tiếp vào mỗi chân móc. Tương tự hai chân móc kế tiếp sẽ làm cho mình một góc vuông. Cũng móc vào chân móc kế bên này hai mũi kép đơn. lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào chân kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc ta tạo ra được một góc vuông thứ ba tương tự 12 chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hai 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Ta được 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào mỗi chân móc. Thì hai chân móc kế tiếp cũng làm tương tự cho mình, móc cho mình một góc vuông tương tự. Móc vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn. ta được góc vuông thứ tư, tương tự như các góc vuông còn lại. Và phần cổ áo của mình nó tạo ra được một hình vuông như thế này. Các chân móc kế tiếp làm tương tự cho mình, mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc cho đến cuối hàng. Ở sợi len thừa của nút mà ta tạo đầu tiên, các bạn móc cho mình các cái mũi móc cuối cùng này, ta cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Đây, các bạn cũng đưa sợi len thừa vào trong mũi móc và móc luôn cho mình vào đây. Để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. thì như vậy là sợi len thừa của mình đã được giấu vào trong mũi móc như thế này nè đây tiếp tục lên hai mũi móc xích thì ta đã hình thành được hàng thứ nhất định hình được phần cổ áo ở hai đầu của hàng móc tính từ hai góc vuông cuối cùng này thì cái đầu cuối cùng ta móc nó sẽ dài hơn cái đầu đầu tiên nè đây các cạnh còn lại của góc vuông sẽ bằng số mũi móc với nhau cạnh cuối cùng sẽ dài hơn cạnh đầu tiên để khi ta làm phần cài nút ở phía sau áo nè đây cài nút thì nó sẽ chừa ra được hai mũi móc để mình có thể may nút ở đây và cài lại ta sẽ dùng khoảng trống của cạnh đầu tiên để làm lỗ cài nút và may nút ở cạnh cuối cùng nha khi may cài nút vào thì bốn cạnh nó sẽ có số mũi móc bằng nhau như thế này nè đây nó sẽ tạo ra một hình vuông như thế này bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc thứ hai và cái mẫu này nếu tăng sai thì các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đều nhau ở ba cạnh góc vuông như thế này tăng đều nhau tùy vào cái kích thước của cổ áo mà các bạn muốn bây giờ ta sẽ móc tiếp hàng thứ hai các bạn quay ngược đầu móc lại sau đó móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, đến chân móc cuối cùng sát chân móc xích mà mình gây nên ở góc vuông này nè. Đây. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì tiếp tục tạo cho mình một góc vuông ở hàng móc thứ hai này, tạo góc vuông đầu tiên. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống giữa cái góc vuông đầu tiên này là cái mũi móc xích mà mình gây nên để chừa ra nè. Đây, cái khoảng trống này móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống này hai mũi kép đơn nữa thì mình tạo ra được một góc vuông của hàng móc thứ hai. Ở cạnh tiếp theo này, thông thường thì ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc, nhưng khi móc cái cụm chân móc này nè, bốn mũi móc thì cái độ dày của bốn mũi móc này nó sẽ che đi cái chân móc thứ nhất của hàng móc này nè. Và các bạn sẽ bỏ qua chân móc thứ nhất này. Đây, khi kéo qua ta sẽ thấy hở cái chân móc thứ nhất nè. Các bạn bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Bỏ chân móc này và móc vào chân này một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì chân móc đầu tiên sẽ được độ dày của cụm góc vuông này che đi nè. Đây. Ta tạo ra được góc vuông thứ nhất ở hàng thứ hai. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta gặp mũi móc xích của góc vuông tiếp theo, mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. sau khi móc đến góc vuông thứ hai của hàng móc thứ nhất, tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống của góc vuông này một góc vuông nữa (tương tự như góc vuông mà ta móc đầu tiên của cái hàng thứ hai này) để ta tạo ra được góc vuông thứ hai của cái hàng móc thứ hai này. Móc vào đây hai mũi kép đơn, móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn nữa. thì ta được một góc vuông thứ hai của hàng móc thứ hai. Cạnh góc vuông tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình, giống như cạnh góc vuông mà ta vừa móc ở bên này. Cũng bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên, xét cái cụm chân móc góc vuông này nè. Khi đo thẳng hàng với mũi móc ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy được cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc này nè. Đây. Các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì cái khoảng trống của cái chân móc thứ nhất này nó sẽ được che đi bởi cái cụm góc vuông này nè. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng nha. Các chân móc để tạo góc vuông tiếp theo cũng làm tương tự cho mình, cũng móc vào khoảng trống này một cụm chân móc tương tự như các cái cụm chân móc mà ta móc ở đây và cạnh của góc vuông thì bỏ qua chân đầu tiên. Đây là chân đầu tiên nè, các bạn bỏ qua chân này và móc vào chân kế bên nha. Bắt đầu móc vào chân kế bên để tạo cạnh nè. Đây, tương tự như góc vuông bên này và làm cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến chân móc cuối cùng thì cái hàng móc thứ hai của mình vừa hoàn tất nè tiếp tục lên hai mũi móc xích đây sẽ là hàng móc ở bề ngang của phần ngực nè gặp đôi các góc vuông còn lại đây là cạnh có số mũi móc nhiều hơn nè nó sẽ nằm ở phía dưới và cạnh có mũi móc ít hơn sẽ nằm ở phía trên để tạo cài nút nè đây như vậy thì khi cài nút ta sẽ canh được cái phần nút nằm ở chính giữa của hàng móc nè và phần cổ áo của mình nó đã tạo ra được một hình chữ U như thế này. Bây giờ ta sẽ móc tiếp hàng móc thứ ba. Các bạn quay ngược đầu móc lại. Cũng tương tự móc cho mình vào các cái chân móc đầu tiên này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng, gặp cái mũi móc xích đầu tiên của góc vuông này nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp góc vuông đầu tiên của cái hàng móc thứ hai, cũng tương tự móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này, một cụm chân móc tương tự, cũng móc vào đây hai mũi kép đơn. móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn ta tạo được một góc vuông thứ nhất của hàng thứ ba cũng tương tự như hàng móc thứ hai thì các bạn cũng bỏ cho mình qua chân móc thứ nhất và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn thì số hàng móc của mình đã được tăng lên ba hàng móc như thế này các bạn làm tương tự cho hàng móc thứ ba này đến cuối hàng. Móc tương tự cho mình giống như hàng móc thứ hai nha. Cũng móc vào khoảng trống của góc vuông này một góc vuông tương tự và bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân kế bên để tạo cạnh tiếp theo. thì sau khi móc được hoàn tất cái hàng thứ ba các bạn sẽ móc thêm cho mình một đến hai hàng móc nữa hoặc là đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái độ dài từ hai bên góc vuông này nè nó sẽ ngang với phần ngực của bé thì các bạn ngưng nha ở đây size của mình là size nhỏ nên mình sẽ móc thêm một hàng móc tương tự như hàng móc thứ hai mà ta móc á móc hàng móc thứ ba tương tự như hàng móc thứ hai và hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự cho mình giống như hàng móc thứ hai nha thì ở đây mình đã móc lên thêm được một hàng móc nữa để thành bốn hàng móc ở cái phần thân này đây là cạnh có số mũi móc nhiều hơn và đây là cạnh có số mũi móc ít hơn đặt ở bên trên nha thì bốn hàng móc của b có cái số mũi móc dài hơn ta sẽ dùng để may nút các bạn sẽ may cho mình hai hạt nút ở các cái vị trí đầu tiên hàng móc đầu tiên và hàng móc thứ ba của cái cạnh có số mũi móc dài hơn nè chia đều cái phần mặt sau này ra để may nút cho đều nha đối với những size lớn hơn thì ta sẽ chia đều số hàng móc và may nút cho phù hợp bây giờ ta sẽ nối hai đầu lại với nhau thì từ cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc thứ tư này các bạn tiếp tục nối cho mình vào cái đầu còn lại bỏ qua hai chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ tư đây các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc này sau đó móc cho mình vào chân thứ ba một mũi dời móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời á móc cho mình vào đây một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông đầu tiên Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến khi ta gặp mũi móc xích của góc vuông đầu tiên. thì hàng móc mà ta vừa móc sẽ có mặt phải nằm ở bên trên tương tự như cái hàng móc thứ tư mà ta móc nè thì cái góc vuông này các bạn cũng móc cho mình vào khoảng trống này một góc vuông tương tự móc hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn vào khoảng trống thì tương tự cạnh tiếp theo này cũng bỏ qua cho mình chân đầu tiên Chân đầu tiên của hàng móc này là mặt phải, cho nên các bạn sẽ để ý cho mình đây là chân đầu tiên nè. Móc vào chân thứ hai bằng mũi kép đơn. Chân thứ ba móc bằng mũi kép đơn. Ta tạo ra được một góc vuông của hàng móc này. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại, trừ ra cho mình hai chân móc cuối cùng ở vòng móc này nha. Trừ ra hai chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Ở hai chân móc cuối cùng của vòng móc này, đây sẽ là mặt có số mũi móc nhiều hơn nè. Ta dùng để may nút nên các bạn sẽ đưa ra phía sau cho mình, đưa cái mặt này ra phía sau. Sau đó đâm kim vào chân kế bên của hàng móc mà ta đang móc. Đây, đâm kim vào chân kế bên này. Đồng thời đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ tư. Đâm kim song song vào chân móc đầu tiên. Khi hai chân móc đã nằm trên kim song song như thế này thì móc cho mình qua hai chân móc này một mũi kép đơn tương tự chân móc cuối cùng của hàng móc này và chân móc thứ hai của hàng móc phía trên đây đâm kim song song cho mình sau đó móc vào đây một mũi kép đơn móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là ta đã nối được hai đầu móc lại với nhau đây tạo ra được cái phần cài nút và gài nút như thế này Đối với những size lớn hơn thì các bạn cũng làm tương tự cho mình như vậy nha. Khi phần thân áo đã được năm hàng móc như thế này thì cái bề ngang từ hai góc vuông này nó đã bằng với phần ngực của bé. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo để tạo phần tay. Đây sẽ là mặt sau của áo nè. Và mặt sau với mặt trước của áo các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn vào các cái chân móc nha sau đó ta sẽ tạo phần tay ở hai bên móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông ta gặp đầu tiên mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến góc vuông đầu tiên thì tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống của góc vuông này một góc vuông nữa, gồm hai mũi kép đơn. lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào khoảng trống này. Ta được một góc vuông đầu tiên của cái hàng móc này. Thì cái cạnh tiếp theo sẽ là cạnh ở phần tay áo nè các bạn sẽ móc cho mình họa tiết sò ở cái cạnh này ta bỏ qua chân móc đầu tiên sát cái cụm góc vuông này và cái chân kế bên này móc cho mình vào chân móc thứ ba một cụm móc và cụm móc này sẽ tương tự như các góc vuông móc vào hai mũi kép đơn bỏ qua hai chân này móc vào chân thứ ba hai mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào chân móc thứ ba hai mũi kép đơn nữa thì ta tạo được một mũi sò đầu tiên ở cái phần cánh tay nè tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên từ cái cụm sò này bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một cụm tương tự gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào chân móc này Ta tạo ra được một cụm sò thứ hai ở phần cánh tay. Tương tự bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một cụm sò tương tự. Móc vào hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào chân móc này. Ta được thêm một cụm sò thứ ba ở phần cánh tay. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc vuông tiếp theo. Cũng tạo cho mình các cái họa tiết sò ở phần cánh tay này. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi sò, gồm hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào chân móc này. Thì sau khi móc đến góc vuông tiếp theo, thông thường các chân móc cuối cùng ta sẽ bị thiếu mũi nè. Đây, thiếu mũi móc để móc họa tiết sò á thì các bạn cứ móc bình thường cho mình, bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một cụm sò tương tự. Móc hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Ta được cụm sò cuối cùng ở phần cánh tay từ cụm sò này cho đến góc vuông tiếp theo thì khoảng cách của nó sẽ cách nhau là một mũi móc nè một chân móc các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này một góc vuông tương tự móc vào hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống ta tạo ra được góc vuông ở phần cánh tay và cái phần bèo ở cánh tay mình đã hoàn tất như thế này nè đây các cái họa tiết sò liên tiếp với nhau. Thì khi móc xong phần cánh tay ta tiếp tục đến cái phần ngực trước của thân áo nè, các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên. Thường thì các hàng móc phía trên ta bỏ qua chân đầu tiên, ở đây các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân đầu tiên nha, móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến góc vuông tiếp theo thì cũng móc cho mình vào cái góc vuông này, tương tự như góc vuông mà mình móc á, cũng móc vào cái khoảng trống này một góc vuông gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Ta hoàn tất được phần thân trước của áo nè. Đây. Sau khi đã móc được phần thân trước của áo thì tiếp tục ta sẽ móc phần cánh tay và phần cánh tay các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cánh tay bên này. Ta cũng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc kế tiếp một cụm sò. Cụm sò gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ta được một mũi sò đầu tiên ở phần tay áo tiếp tục mũi sò tiếp theo cũng bỏ qua cho mình hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một cụm sò gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ta được cụm sò thứ hai các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo nha. Cũng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba một cụm sò. So. Ở các chân móc cuối cùng cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp, các bạn cũng làm tương tự như phần cánh tay mà mình làm ban nãy cũng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một cụm sò. Khi được cụm sò cuối cùng ở phần cánh tay thì tương tự móc cho mình vào khoảng trống của góc vuông này, móc vào đây một góc vuông tương tự. Hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào khoảng trống thì ta cũng hoàn tất được cánh tay còn lại móc các cái cụm sò so xen kẽ tiếp tục sẽ là nửa phần thân sau còn lại các bạn cũng móc cho mình vào các cái chân móc chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân bên cạnh móc một mũi kép đơn chân kế bên móc một mũi kép đơn ta làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Khi gặp đôi cái phần thân lại thì bè ngang từ góc vuông bên này. Đây, đây là góc vuông đầu tiên nè. Và cái góc vuông bên cạnh đối diện nhau. Ở cái phần thân trước thì cái bè ngang này nó đã vừa đến cái phần ngực của bé. Bây giờ ta sẽ tiến hành nối để tạo nách ở hai bên các bạn cũng móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi giờ á móc vào đây một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp nha mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình nửa phần thân sau của áo cho đến góc vuông đầu tiên. thì khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến góc vuông đầu tiên ở cái phần thân sau nè. Đây là góc vuông đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này hai mũi kép đơn. Bây giờ ta sẽ nối hai đầu lại, móc lên cho mình một mũi móc xích. Thì ở cái phần lên mũi xích này các bạn có thể thêm cho mình nhiều hơn một mũi móc để cho cái phần ngực này có thể vừa với cái phần ngực của bé, tùy vào số đo của mỗi bé nha. Sau đó ta sẽ đưa kim vào góc vuông tiếp theo, góc vuông của cái phần cánh tay này nè. Đây, đây là cái góc vuông cuối cùng của cái phần cánh tay này. Thì móc cho mình vào cái góc vuông này hai mũi kép đơn nữa. Móc vào đây hai mũi kép đơn. Như vậy là mình vừa nối được hai phần thân để tạo ra cánh tay như thế này. Ở chính giữa này các bạn có thể thêm cho mình nhiều hơn một mũi móc nha. Bây giờ mình sẽ móc phần thân trước. Thì thông thường ta sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, chân móc sát cái góc vuông này, bỏ qua chân móc đầu tiên, nhưng bây giờ các bạn móc luôn cho mình vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo ở cái phần thân trước. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Góc vuông ta gặp tiếp theo cũng móc hai mũi kép đơn vào góc vuông này. Sau đó sẽ lên một mũi móc xích giống như cái phần thân mà ta vừa móc ở bên này. Cái khoảng cách phần nách này sẽ cách nhau là một mũi móc xích nha. Sau đó chuyển kim qua cái góc vuông tiếp theo là góc vuông cuối cùng cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình luôn vào chân móc đầu tiên nha. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh một mũi kép đơn. Chân kế tiếp một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến chân móc cuối cùng thì móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì khi nối phần thân lại để tạo cánh tay ta được độ rộng ở phần ngực đây đây là độ rộng ở phần ngực của bé nè hoặc là nếu muốn cái phần cánh tay này có độ bèo nhiều hơn thì các bạn sẽ giảm cho mình khoảng cách giữa các cụm sò giảm khoảng cách của cụm sò để cho cái phần tay này nó được bèo hơn nha bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc tiếp theo và hàng móc tiếp theo này ta sẽ sử dụng để luồn dây luồn dây điều chỉnh vào ngực của bé Móc vào chân móc vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Ở cái phần chia nách này mình có lên một mũi móc xích nên các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc xích này một mũi kép đơn. Đối với những size mà có nhiều mũi móc hơn, các bạn cũng thêm cho mình tương tự cái số mũi móc đó. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại ở phần thân bên cạnh. Ta tạo được một hàng móc để luồn dây nè. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại và cái phần chia nách bên này cũng thêm cho mình một mũi kép đơn vào cái chân móc xích này các bạn chia bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu mũi vào mỗi chân móc nha móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến chân móc cuối cùng tiếp tục móc vào chân đầu tiên của vòng móc này một mũi dời lên hai mũi móc xích. Thì mình vừa hoàn tất được cái hàng móc, hàng móc này dùng để luồn dây điều chỉnh vừa với phần ngực của bé. Là hàng móc nằm dưới phần nách nha. Bây giờ mình sẽ móc các cái họa tiết sò ở phần dưới để làm chân váy. Ta bắt đầu móc các cụm sò từ cái chân móc này. Từ chân móc ta móc mũi dời móc cho mình vào chân móc mình vừa móc mũi giờ á móc vào đây một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào chân móc mà mình vừa móc hai mũi kép đơn nữa một hai tính luôn mũi móc xích hai mũi mà ta gây nên đầu tiên thì ở đây mình được một cụm sò gồm có bốn mũi móc nè xen kẽ là một mũi móc xích Tiếp tục cái cụm sò tiếp theo các bạn sẽ bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân móc thứ ba một cụm sò. Cụm sò gồm có hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Ta được cụm sò thứ hai ở phần chân váy và khoảng cách giữa hai cụm sò sẽ cách nhau là hai chân móc nha tiếp tục cụm sò tiếp theo các bạn cũng làm tương tự bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một cụm sò gồm hai mũi kép đơn tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn nữa ta được cụm sò thứ ba ở phần chân váy làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng cũng tạo cho mình các cái cụm sò tương tự như cụm sò mà mình vừa móc và khoảng cách giữa các cụm sò sẽ cách nhau là hai chân móc ở phía dưới nè đây khoảng cách cách nhau là hai chân móc thì tương tự cho các cụm sò tiếp theo cũng bỏ qua hai chân móc ở phần thân bỏ qua hai chân ở phần thân và móc vào chân móc thứ ba móc cho mình một cụm sò tương tự gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì một số trường hợp ở các cái chân móc cuối cùng này ta sẽ không đủ mũi móc để tạo ra các cái khoảng cách giữa các cụm sò thì các bạn cứ móc tương tự cho mình cũng bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân tiếp theo móc cho mình một cụm sò vào cái chân móc thứ ba tiếp theo và cái khoảng cách giữa cụm sò cuối cùng và cụm sò đầu tiên nó sẽ cách nhau là một chân móc Khoảng cách này nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái độ xòe của chân váy đâu nha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình. Tạo được cụm sò so cuối cùng thì móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái cụm sò so đầu tiên này nè. Đây, cái chân móc đầu tiên là chân móc của mũi kép đơn này nè. Móc cho mình vào đây một mũi dời. Thì điểm kết thúc của hàng móc này nằm ở chân móc đầu tiên là chân móc chính giữa của hai cụm sò. Các bạn sẽ dời cho mình cái mũi móc này vào chính giữa của cụm sò đầu tiên. Đây. Cứ dời cho mình vào khoảng trống đầu tiên của cụm sò đầu tiên này nè. Cái khoảng trống đầu tiên này dời cho mình vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì mình đã đưa được cái mũi móc vào chính giữa của cụm sò đầu tiên nè tiếp tục móc vào đây cho mình một mũi kép đơn tương tự như cái cụm sò phía trên móc vào một mũi kép đơn tính luôn cả hai mũi móc xích này là một mũi móc thì ta được hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào khoảng trống của cụm sò này ta được cụm sò đầu tiên ở vòng móc này tiếp tục đưa kim cho mình vào khoảng trống của cụm sò tiếp theo ở phía trên nè đây đưa kim vào khoảng trống chính giữa của cụm sò này, móc cho mình một cụm sò tương tự. Gồm hai mũi kép đơn, móc vào chính giữa của cụm sò này hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào khoảng trống này hai mũi kép đơn nữa. Ta được cụm sò thứ hai, và mỗi cụm sò ở mỗi hàng móc nó sẽ thẳng hàng với nhau như thế này làm tương tự cho cụm sò tiếp theo cũng móc vào chính giữa của cụm sò phía trên một cụm sò nữa tương tự gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống ta được thêm một cụm sò ở hàng thứ ba làm tương tự cho các cụm sò còn lại cho đến cụm sò cuối cùng Móc vào chính giữa của cụm xo phía trên một cụm xo nữa, tương tự gồm hai mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào giữa khoảng trống. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cụm xo đầu tiên ở vòng móc này một mũi giơi. và cũng tương tự đưa mũi móc này vào chính giữa của cụm sò đầu tiên ở hàng phía trên để mình gây nên cụm sò của hàng tiếp theo lên hai mũi móc xích thì cái phần chân váy của mình đã có cái độ xòe như thế này và để các cụm sò ở chân váy nó được nổi và to hơn thì bây giờ mình sẽ tăng kích thước ở các cụm sò từ cái hàng móc thứ ba này đây, mình sẽ tăng kích thước ở mỗi cụm sò vào chính giữa của các cụm sò mình đang móc nha. Khác với hai cụm sò ở phía trên, cái cụm sò đầu tiên này thường là ta móc một mũi. Bây giờ các bạn móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Sau đó tiếp tục lên một mũi móc xích và móc tiếp vào đó ba mũi kép đơn nữa tính luôn hai mũi móc xích này là một mũi móc thì mình đã tăng được kích thước của cụm sò đầu tiên ở hàng thứ ba nè đây tăng lên hai mũi móc tương tự đưa kim vào cụm sò tiếp theo móc vào chính giữa của cụm sò này ba mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích tiếp tục ba mũi kép đơn nữa vào khoảng trống này ta được thêm một cụm sò thứ hai ở hàng móc này và cái cụm sò này nó sẽ rộng hơn cụm sò ở phía trên nha to hơn hai mũi móc làm tương tự cho các cụm sò còn lại cho đến cụm sò cuối cùng cũng móc vào chính giữa của cụm sò phía trên ba mũi kép đơn lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào đó ba mũi kép đơn nữa và làm tương tự cho đến cụm sò cuối cùng Sau khi móc đến được cụm sò cuối cùng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cụm sò đầu tiên này một mũi dời. Thì ở hai cụm sò phía trên này ta dùng một mũi dời thì có thể vào chính giữa của cụm sò, nhưng mà cụm sò thứ ba này ta sẽ phải qua một cái chân móc, móc một mũi dời vào chân móc sau đó mới móc được vào chính giữa của cụm sò nhé. Móc vào đây một mũi dời nữa. Lên hai mũi móc xích thì lúc này ở dưới chân váy nó sẽ có cái độ rộng xòe hơn so với ban đầu nè ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà ta vừa móc cũng móc vào chính giữa của cụm sò phía trên một cụm sò và cái cụm sò đầu tiên sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn đầu tiên vào cái chính giữa của cụm sò lên một mũi móc xích tiếp tục ba mũi kép đơn nữa Thì cụm sò đầu tiên nó sẽ hoàn tất như thế này. Tiếp tục các cái cụm sò bên cạnh sẽ làm tương tự cho mình giống như các cụm sò ở phía dưới, cũng móc vào chính giữa này ba mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích, tiếp tục ba mũi kép đơn nữa vào khoảng trống này. Ta được thêm một cụm sò tiếp theo nè làm tương tự cho các cụm sò còn lại cho đến cuối vòng. Ở các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà ta vừa móc. Thêm nhiều hàng móc cho đến khi chiều dài từ vai cho đến hàng móc cuối cùng bằng với chiều dài từ vai cho đến phần đầu gối hoặc là trên đầu gối của bé thì các bạn ngưng nha. Và cái mũi sò đầu tiên các bạn cũng tính luôn cho mình hai mũi móc xích gây nên đầu tiên là một mũi móc. Và móc tương tự cho mình các hàng móc còn lại. Và ở mỗi cụm sò ta sẽ móc 3 mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa. Sau đó làm tương tự cho các hàng móc còn lại. thì ở đây mình đã lên thêm được nhiều hàng móc đều nhau tạo các cái cụm sò thẳng hàng với nhau như thế này tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc cuối cùng này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc khi đã giấu len thừa vào trong mũi móc thì các bạn may cho mình hai hạt nút ở phần cổ áo nè và hai hạt nút này các bạn sẽ may cho mình ở hàng thứ nhất và hàng thứ ba của cái mặt mà ta móc nhiều mũi móc hơn á để tạo cái độ rộng cho phần cổ áo sau đó móc thêm một sợi dây để mình cài điều chỉnh nè để làm được sợi dây có độ dày như thế này thì các bạn sẽ chập đôi hai sợi len lại sau đó tạo một nút ở đây và sử dụng kim to để móc cho mình các cái mũi móc xích tương tự như cái mũi móc xích ở phần cổ áo á móc cho đến khi đạt được chiều dài nhất định để mình luồn vào cái hàng móc ở phần dưới nách nè luồn tương tự xen kẽ vào các cái chân móc Mặt trước của áo mình có trang trí một mẫu hoa hồng cuộn như thế này Thì cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước Mình cũng để lên ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn một mẫu áo đầm cho bé Họa tiết sò ở chân váy và trang trí hoa hồng cuộn như thế này Chúc các bạn thành công